Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi chọn đời tuổi Kỷ Mão 1999, nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu, chính xác và chi tiết nhất. Năm 2020 Canh Tý vừa qua, đối với những người tuổi Kỷ Mão 1999 được coi là một năm khá trì trệ và lười nhác. Dù có muốn hay không muốn, nhưng mọi thứ cứ thế khiến cho những người tuổi Kỷ Mão cảm thấy rất trì trệ. Có muốn làm gì thì cũng khó khăn, làm việc gì thì cũng gặp trục trặc, và cứ thế, hễ thấy khó thì họ lại cảm thấy chán nản. Năm 2020 lại là năm mà tuổi Kỷ Mão phạm thái tuế, cho nên họ không thực sự gặp thời, gặp may mắn. Vừa không gặp thời, lại cộng thêm bản tính hậu đậu, lười nhác, tâm lý lại bất ổn, cho nên năm vừa qua, Kỷ Mão hay gặp những chuyện xui, những vướng mắc và trở ngại. Công việc hay tình duyên thì đều cũng đùng đỉnh suốt cả một năm dài. Rồi càng về cuối năm lại vẫn là điệp khúc đó vang lên, để rồi cả một năm Kỷ Mão chẳng thể tích lũy được điều gì. Chưa kể năm 2020 Canh Tý, cả thế giới phải hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, tuổi nào rồi cũng sẽ gặp khó khăn nhất định. Cho nên Kỷ Mão cứ thế mà kêu oai oái, như thể mình đã cố gắng nhiều lắm và bị đối xử một cách không tốt. Nhưng để nhìn lại một năm 2020 Canh Tý vừa qua, Kỷ Mão chưa bao giờ cố gắng hết mình trong toàn bộ giai đoạn năm 2020 Canh Tý này. Khi bước sang năm 2021 Tân Sửu, tình hình đại dịch có vẻ khả quan hơn, và với những người tuổi Kỷ Mão có lẽ cũng có những sự thay đổi tích cực hơn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ làm đỡ hơn một chút mà thôi. Kỷ Mão nếu như không thay đổi bản thân, không chịu năng động, không chịu thoát ra khỏi cảnh trì trệ kia, thì đến vài năm nữa, những thành quả, thành tựu họ đạt được cũng chẳng đáng là bao so với những người tuổi khác khi trải qua giai đoạn 23 tuổi này. Năm 2021, Tân Sửu là một năm Kỷ Mão hãy nên bận bịu với công việc của mình, hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm tòi, khám phá thế giới của việc kiếm tiền, để cho bản thân mình hiểu hơn về cuộc sống, để cho bản thân mình có thêm kinh nghiệm, và cũng là để mình không bị trì trệ hơn. Kỷ Mão nên kết thêm bạn bè, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn trong năm 2021, và thêm vào đó cần học cách trưởng thành hơn, bởi vì thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ một ai. Và chi tiết tử vi năm 2021 Tân Sửu của những người tuổi Kỷ Mão sẽ như thế nào, xin mời các bạn lắng nghe chi tiết trong video dưới đây nhé. Tổng quan về người tuổi Kỷ Mão 1999. Kỷ Mão hay còn được gọi là Sơn Lâm Chi Thố, tức là mèo ở trong rừng. Năm sinh dương lịch từ ngày 16 tháng 2 năm 1999 đến mùng 4 tháng 2 năm 2000. Mạng thành đầu thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con mèo tướng tinh con rồng, Phật ba quan âm độ mạng, thiên can kỷ, tương hợp thiên can giáp, tương hình thiên can quý, thiên can ất, địa chi mão, tam hợp hợi mão và mùi, tứ hình xung tý ngọ mão và dậu. Tuổi Kỷ Mão với ngũ hành nạp âm thuộc hành thổ do thiên can kỷ, cũng có ngũ hành thuộc thổ ghép với địa chi mão có ngũ hành thuộc mộc. Ta có mộc của địa chi khắc nhập với thổ của thiên can, địa chi khắc thiên can, cho thấy Kỷ Mão thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều trở lực nghịch cảnh ở thời tiền vận, trung vận sẽ đỡ hơn. Về hậu vận thì càng được khá giả, an nhàn, thanh thản hơn nhờ vào sự tương hợp ngũ hành giữa thiên can và nạp âm, cùng với nghị lực phấn đấu của bản thân vươn lên từ thời trung vận để vượt qua khó khăn xây dựng sự nghiệp. Kỷ Mão nếu sinh vào mùa hạ và vào các tuần lễ giao mùa thì sẽ thuận lợi hơn sinh vào các mùa khác. Kỷ Mão là tuổi có nhiều thổ tính ở trong người, càng về già nếu như thiếu chất mộc chế ngự thì các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật dễ có vấn đề khi lớn tuổi, vì vậy cần lưu ý từ khi còn trẻ. Kỷ Mão là tuổi có đầy đủ tính chất của thiên can kỷ, đó là sự ngay thẳng, mẫu mực, phúc hậu, trọng tín nghĩa. Đây là mẫu người khôn ngoan, nhanh nhẹn, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì, có một niềm tin vững chắc,
Một khi đã quyết định điều gì thì phải thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang, thích sống một đời sống tự lập, không ưa câu lệ vào người khác. Kỷ Mão nạp mạng có nhiều âm tính, hành động thì thường bao dung, vị tha, khiêm nhường, thành thật, trọng nghĩa khinh tài, hết lòng vì bạn hữu. Nữ mạng thì đồn hậu, đoan trang, hòa nhã, hiếu khách và cũng hết lòng vì bạn bè. Tuổi Kỷ Mão nếu như mệnh thân đóng tại Thân và Dậu thì vất vả thuở thiếu thời, sau khi lập gia đình thì càng trở nên giàu có hơn. Nếu như mệnh đóng tại Ngọ, Cục Hỏa, nổi danh và giàu có, nhất là với phái nữ. Nếu như đóng tại tam hợp của Hợi, Mão, Mùi với Cục Mộc, tuy không được hưởng vòng lục tồn chính vị, nhưng nếu có chính tinh và trung tinh đắc cách hợp với mệnh, xa lánh các hung sát tinh, đặc biệt trong tam giác chứa mệnh thân có ba sao Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh, cộng với hình tướng tam đình cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ mở ngay ngắn không đứt quãng, cộng thêm hai chỉ may mắn và danh vọng, thì đây là mẫu người Kỷ Mão thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Nam giới Kỷ Mão điềm đạm chín chắn, nữ giới Kỷ Mão ngọt ngào nhã nhặn, do đó mà người Kỷ Mão dễ dàng chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Kỷ Mão nữ mạng có một đời sống có phần sung túc về mặt tiền bạc, phần tình cảm thì thường rất dồi dào. Họ là những người có đủ khả năng lấy được một cuộc sống hoàn hảo, tốt đẹp cho cuộc đời mình. Cuộc sống của những người Kỷ Mão nữ mạng không đến nỗi phải khổ cực về nhiều mặt và có thể vươn cao trên con đường tài lộc. Vào khoảng giai đoạn 34 tuổi trở đi thì con đường tài lộc có cơ hội phát đạt mạnh mẽ nhất. Kỷ Mão 1999 là tuổi có sự ôn hòa trong tính cách. Họ thích kết thân, nhiệt thành nhưng lại chẳng suy nghĩ được điều gì sâu xa cả. Họ làm việc gì thì cũng theo cảm hứng. Họ đôi khi chẳng biết mình thích gì và thực sự giỏi về việc gì cả. Nhưng đặc điểm nổi trội nhất của Kỷ Mão đó là sự may mắn. Nhiều lúc có người khác bất ngờ xuất hiện giúp đỡ họ. Kỷ Mão, lộ bằng thổ, theo như nguyên lý thì cũng giống như các mạng thổ khác. Chữ Kỷ là chữ thổ, chữ Mão là chữ mộc, mộc ở phương Đông. Giờ Mão là giờ từ 5 đến 7 giờ, là khoảng thời gian mặt trời đang sáng sủa, cho nên bản chất của những người tuổi Kỷ Mão dịu dàng, tinh tế, hơi đa sầu, đa cảm. Kỷ Mão không thích làm những việc to tát, không thích chuyện đấu tranh ồn ào, đặc biệt là những chuyện cãi cọ. Họ là những người có tính cách nhẹ nhàng ôn hòa, tiếng nói dịu dàng, dễ nghe, dễ mến. Đặc biệt phụ nữ Kỷ Mão rất xinh đẹp. Phụ nữ tuổi này rất thích làm đỏm, hình ảnh của họ gắn liền với hình ảnh của con mèo trong mắt người khác. Ở họ luôn toát lên một vẻ đáng yêu giống như những chú mèo dễ thương kia. Vĩ hỏa hổ tính sau này, thu đông được lộc chất đầy đỉnh trung, sinh đêm dũng mãnh anh hùng, thế nhưng hưởng lộc nước lòng gần xa. Số này tuổi nhỏ có tiền nhưng không giữ được bay liền theo tay, mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay ròng ròng, gặp hồi cực khổ gian nan, vợ chồng khắc bạc muôn ngàn thảm thương. Anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba, thấy ai năn nỉ xót xa, bạc tiền ủ sẵn móc ra đưa liền, ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy oán liền theo tay. Chờ cho vận cuối phát tài, cây già kết trái bằng hai những ngày. Tổng quan năm 2021 Tân Sửu. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tình hình đại dịch có vẻ khả quan hơn rất nhiều. Và với những người tuổi Kỷ Mão, có lẽ cũng có những sự thay đổi tích cực hơn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ đỡ hơn một chút mà thôi. Kỷ Mão nếu như không thay đổi bản thân, không chịu năng động, không chịu thoát ra khỏi cảnh trì trệ kia, thì đến vài ba năm nữa, những thành tựu họ đạt được cũng không đáng là bao so với những người tuổi khác khi trải qua giai đoạn 23 tuổi này. Năm Tân Sửu là một năm Kỷ Mão hãy nên bận rộn với công việc của mình, hãy dành nhiều thời gian để tìm tòi, để khám phá thế giới của việc kiếm tiền, để cho bản thân mình hiểu hơn về cuộc sống, để cho bản thân mình có thêm kinh nghiệm và cũng là để mình không bị trì trệ hơn nữa. Kỷ Mão nên kết thêm bạn bè, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn trong năm 2021. Thêm vào đó, cần học cách trưởng thành hơn vì thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ một ai. Kỷ Mão là tuổi lười trong tất cả mọi thứ.
Họ lười đọc những thứ dài, lười hoặc ngại phải nghĩ cái gì đó quá lâu, ngại cả việc phải đấu tranh, hay nói đúng hơn là thấy cái gì khó thì lùi đi mà chọn con đường khác. Tất nhiên với cá tính này, có điều hay và cũng có điều dở. Hay ở chỗ họ không cần quá cầu toàn cho nên không chịu nhiều áp lực cuộc sống. Cuộc sống của họ sẽ bình yên, thong thả trước những tác động ngoài kia. Còn dở ở chỗ họ đùng đỉnh đến mức làm việc gì thì cũng chậm hơn người khác. Được thì được mà thua thì thôi. Đôi khi lại thiếu đi tinh thần chiến đấu. Thậm chí phần nhiều những người tuổi này khi nhìn lại sẽ vẫn thấy mình trẻ con, mông lung, mơ hồ. Nửa thích cái này, nửa lại thích cái kia, khiến bản thân không biết nên đi hướng nào. Kỷ Mão còn là những người vụng mồm, vụng miệng, cứ nghĩ gì, nói lấy, cho nên lời nói của họ không thực sự thấu đáo. Thêm vào đó, họ cũng là tuổi khá nhạy cảm, họ dễ bị cảm động, dễ bị thu hút bởi những điều lấp lánh, dễ tin vào người, dễ hành động theo cảm tính. Nhưng vấn đề này chắc chắn khi tuổi Kỷ Mão lớn tuổi hơn nữa mới có thể khắc phục được. Về công việc, năm 2021 tuổi Kỷ Mão nên tập trung hơn vào công việc. Nếu như có khó khăn thì cũng nên cố gắng thay vì ngồi thở dài ngao ngán rồi bỏ cuộc. Năm 2021 là một năm mà Kỷ Mão chỉ có thể được hưởng về đường công việc từ giữa năm trở đi. Nửa đầu năm thì dư âm của những năm 2020 Canh Tí sẽ vẫn còn, cho nên Kỷ Mão sẽ cảm thấy không thực sự có động lực cho công việc. Nếu như có những dự định đang dang dở chưa thể thực hiện được, Kỷ Mão nên cố gắng hoàn thành trong năm Tân Sửu. Đôi khi tuổi Kỷ Mão biết rằng sự nỗ lực của mình để tốt cho bản thân, nhưng Kỷ Mão vẫn cần có một người chỉ lối đưa đường hoặc là người củng cố tinh thần cho mình. Ước mơ thì Kỷ Mão có rất nhiều, ngồi một lúc là có thể mơ màng được rất nhiều thứ, nhưng để có thể thực hiện được thì chưa chắc, còn phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Kỷ Mão khá lười biếng cho nên lựa chọn những công việc nhẹ nhàng, môi trường ít cạnh tranh, có tính năng động để có thể cải thiện bản thân thì tốt hơn. Nếu như đang dang dở việc học thì cũng không nên nghĩ tới quá nhiều về các vấn đề khác, bởi vì Kỷ Mão không phải là tuổi giỏi sắp xếp thời gian biểu. Nếu như quá đau đầu vì công việc, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng tới việc học hành. Còn nếu muốn học thêm hoặc chuyển đổi công việc thì vẫn có thể thực hiện được. Còn để làm giàu thì năm Tân Sửu chưa phải là lúc. Tân Sửu là lúc mà tuổi Kỷ Mão phải tích lũy kinh nghiệm trong việc học hành. Còn về tình cảm, Kỷ Mão là tuổi thích được nuông chiều, thích được đối xử một cách dịu dàng, nhưng đôi lúc lại tỏ ra khá chảnh chọe. Nhưng để phán được tình cảm của những người Kỷ Mão thì không phải là dễ, bởi vì họ yêu đương đều theo cảm tính, khó mà có lý trí, duyên đến một cách bất ngờ, duyên đi thì vô định. Kỷ Mão cũng là tuổi có những thứ tình cảm chóng vánh, sớm nở tối tàn, thậm chí họ không còn hiểu nó đi về đâu, nên như thế nào, nên ra làm sao. Tuy nhiên Kỷ Mão tuyệt nhiên không nên kết hôn sớm, họ cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa, trưởng thành trước khi đến với cuộc sống hôn nhân. Kỷ Mão là những người khó lòng chọn được cho mình người ưng ý nhất, thậm chí có những người suốt ngày than vãn ế ẩm. Năm 2021 sẽ là một năm nhân duyên có phần tốt đẹp hơn so với năm 2020 Canh Tí. Tất nhiên sẽ còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng Kỷ Mão cũng không cần phải quá nóng vội, càng không nên quá đùng đỉnh. Hoa nên nở đúng mùa, người nên gặp đúng lúc thì hay hơn. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau thì trong năm 2021 là một năm cần chú ý rất nhiều về mặt tình cảm, bởi vì đây là một năm bắt đầu lo ngại về tương lai xuất hiện. Áp lực công việc dần dần khiến cho những người Kỷ Mão dễ bị liêu xiêu, làm ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Chớ nên đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, cũng đừng nên yêu bằng mắt để rồi lại trong chán ngoài thèm. Thêm vào đó, Kỷ Mão nên chú ý trong chuyện tình cảm bản thân, không nên trở thành bị động hoặc thụ động vào đối phương, thậm chí vì cảm tính mà rơi vào những chuyện tình cảm không tên, không lối thoát. Còn về mặt tiền bạc tài chính, năm 2021, Kỷ Mão cũng tiêu pha rất nhiều tiền theo cảm tính, chưa thực sự nghĩ được kết quả đường dài. Nhưng cũng không cần phải ép bản thân trưởng thành quá sớm. Năm 2021, Kỷ Mão có nhiều thứ phải chi tiêu thay vì việc phải tích góp một điều gì đó. Nhưng để tích góp vào thời điểm này quả thực quá khó khăn với đặc tính của Kỷ Mão. Họ là tuổi, khi cần sẽ xuất hiện những sự giúp đỡ từ phía gia đình, người thân, nhất là về tài chính. Cho nên chúng ta nói Kỷ Mão là tuổi khó lòng mà có thể đói được. Về mặt bạn bè,
Kỷ Mão là tuổi rất dễ làm quen và kết giao, nhưng càng ngày sẽ càng lười giao tiếp. Họ sẽ chơi với những người có tính cách cũng na ná giống như mình và khá nhiệt tình với bạn bè. Đây là tuổi có quý nhân giúp đỡ, nên nếu có thể hãy chơi, kết giao với những người hơn tuổi mình thì tốt hơn. Năm 2021 có thể xuất hiện một vài người bạn mới trong công việc. Tuy nhiên, Kỷ Mão cần chú ý những chuyện bực dọc trong giao tiếp với bạn bè, những người xung quanh. Còn về sức khỏe, Kỷ Mão nên thực sự chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, bởi vì Kỷ Mão là những người giống như những chú mèo lười. Họ lười luyện tập thể dục thể thao cho nên sức khỏe có phần suy giảm, cần chú ý các bệnh về mắt và đường tiêu hóa. Từ vị chi tiết cho những người tuổi Kỷ Mão nằm mạng, chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tử vi tuổi Kỷ Mão nam mạng tiểu vận đóng tại hướng tây bắc, hành thủy là thắng địa, tọa cùng tiểu vận có các sao cố định, cát tinh thì có hỷ thần lưu thiên mã, hung tinh thì có bạch hổ. Tại cùng tiểu vận ấy có các sao xung chiếu tam hợp chiếu, cát tinh thì có lực sĩ thiên mã, long chỉ phượng cáp, giải thần hoa cái, hung tinh thì có tang môn phá toái, cô thần quan phủ, quan phủ kinh dương thái tuế, tiểu hào và thiên khốc. Cũng tại cùng tiểu vận với các bộ sao nhị hợp chiếu, cát tinh thì có tướng quân, quốc ấn, thiên phúc, hung tinh thì có trực phù. Tổng luận, chúc mừng những người tuổi Kỷ Mão nằm mạng, năm nay tiểu vận không vướng tuần triệt cho nên những khó khăn, những trở ngại giảm đi rất nhiều. Năm nay Kỷ Mão nằm mạng gặp hạn bạch hổ chiếu. Bạch hổ vốn dĩ là một bộ sao mạnh mẽ, cũng là bộ sao trong bộ tứ linh cái long hổ phương. Nhưng khi nhập tiểu vận, nó dễ mang đến các tai ương như ẩu đả, thừa kiện, đau ốm hay tang gia. Năm nay tiểu vận có hỷ thần cũng báo hiệu có một sự may mắn hỷ sự nhỏ nhỏ. Năm nay tiểu hạn có thiên mã, đây là hạn thành đạt, được đi đây đi đó, dũng mãnh. Năm gặp lưu thiên mã có thể phải di chuyển nhà cửa, đi lại nhiều, thay đổi xe cộ. Tử vi chi tiết cho những người tuổi Kỷ Mão nữ mạng, chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tiểu vận của tuổi Kỷ Mão nữ mạng đóng tại hướng đông, hành mộc là tuyệt địa, tọa cùng tiểu vận có các bộ sao cố định, hung tinh thì có thái tuế, đại hao, thiên khốc, lưu tang môn. Tại cùng tiểu vận ấy có các sao xung chiếu tam hợp chiếu, cát tinh thì có thiên quan, lưu liên văn tinh, tấu thư, lực sĩ, long chỉ, phượng các, giải thần hoa cái. Hung tinh thì có tuế phá, tiểu hao, bạch hổ, quan phù, kình dương. Cũng tại cùng tiểu vận ấy có thêm các sao nhị hợp chiếu, cát tinh thì có long đức tướng quân, hung tinh có địa võng. Tổng luận, chúc mừng những người tuổi Kỷ Mão nữ mạng, năm nay tiểu vận không vướng tuần triệt cho nên những khó khăn, những trở ngại giảm đi rất nhiều. Năm nay tiểu hạn có sao thái tuế, thái tuế nhập hạn thường gặp các chuyện liên quan tới kiện tụng, khẩu thiệt thị phi, các tay bay vạ gió. Tiểu hạn năm nay có tang môn, tang môn thường là một sự bất lợi ở nhiều phía, trong năm có thể nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đa phần dẫn đến một kết quả là sự u sầu và tiếc nuối. Năm nay tiểu hạn có đại hao, đây là một bộ sao có tính chất hài mặt. Trong vận đại hao thì có người làm được việc tốt, thành công, có người thì vất vả, suy sụp, hao tốn tiền của, ốm đau. Tiểu hạn năm nay có thiên khốc hội với tàng môn, có thể trong gia đình có nhiều chuyện buồn lòng. Về sao chiếu mệnh, năm 2021 Tân Sửu tuổi Kỷ Mão nam mạng gặp sao thái dương, nữ mạng gặp sao thổ tú. Sao thái dương, thái dương chính là một chính tình quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc, tiền tài của cải chất như núi, đi làm ăn xa thì được nhiều may mắn, làm ăn thì phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6, tháng 10 âm lịch. Sao thái dương là một phúc tinh tốt cho cả nam và nữ khi được sao này chiếu. Nó mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may mắn. Nữ mệnh được sao này chiếu thì cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác lo toan tất cả mọi chuyện, càng ngày càng khỏe mạnh duyên dáng, có thể gặp tai ách vào tháng 6, tháng 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh cho nên cũng không đáng quan ngại cho lắm. Vận hạn của sao thái dương được thể hiện trong bài thơ sau đây. Thái dương chiếu mệnh năm nay tháng 10, tháng 6 có mặt tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi, sao tốt vận xấu than ôi,
Thái dương thái bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý xào tốt mắc thì họa lây. Thái dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lắm khác ngay với mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, binh hoa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó thái dương kỵ các màu thuộc hành thủy là đen, xanh ra trời, và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng đất. Thái dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mệnh gặp sao này kỵ nhất là vào tháng 6 tháng 10 âm lịch, có thể gặp tài ách xui rủi, nhưng vì đây là phúc tinh cho nên cũng không đáng lo ngại cho lắm. Còn về sao Thổ Tú? Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại thì kém may mắn. Hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu, cho nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu như là người chăn nuôi thì không nên tính tới chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại, qua năm tới rồi tính tiếp. Tuy nhiên người mệnh thổ gặp sao này thì không đáng lo ngại, trong lòng hay mang nỗi buồn man mát, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Nếu như bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm đau thì khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, cho nên không nên nuôi con vật gì cả. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau: Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chẳng bị ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hào mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Sao Thổ Tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành, nó có quan hệ tương sinh với hỏa, binh hoa với thổ tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó Thổ Tú kỵ các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, và màu kim là màu trắng, ánh bạc. Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, xanh nước biển, và màu thuộc hành thổ là vàng, nâu. Năm có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi, tháng 1, tháng 8 có chuyện buồn đau. Về vận hạn trong năm 2021, năm 2021 Tân Sửu, tuổi Kỷ Mão nam mạng gặp hạn Toán Tận, nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Toán Tận, những thầy tử vi phong thủy xưa đã từng nói, Toán Tận hạn đến thình lình, thiên tình mắc phải dạ tai ngục hình. Câu nói này đã cho chúng ta biết rằng hạn này là một hạn khó nắm bắt, vậy nên phải luôn cẩn thận đề phòng trước tất cả mọi việc ở trước mắt cũng như trong mọi kế hoạch của mình. Toán Tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hào tài ngộ chúng. Khi đi đường nếu như mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, trang sức đắt giá, dễ gặp phải cướp hay bị rơi mất, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu như khai thác lâm sản hun hạp thì dễ gặp tai nạn. Toán Tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn Toán Tận rất kỵ đối với nam giới, nhưng dạng tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dạng tai nạn này có thể liên quan tới tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả, do bệnh huyết áp cao, tai biến hay đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn Toán Tận thì hạn này được ghi chép như sau: Toán Tận thường bị hao tài, tốn của rất lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hay là ẩu đả, thương tích, bị kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, chúng ta có thể đánh giá đây là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, về tiền bạc, sức khỏe thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác, thường chỉ bị hao tốn tiền của, hoặc có hạn cũng chỉ có bệnh nhẹ mà thôi. Với những hạn này,
gia chủ cần phải có những biện pháp phòng ngừa như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, cho dù đi chơi, đi làm ăn hay đi du lịch. Như vậy, không những tránh khỏi hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không được thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất không nên chung vốn làm ăn, kẻo dễ bị tài lạn. Thứ ba, luôn cẩn trọng trước tất cả mọi việc, bởi vì năm nay có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu như công việc thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần phải đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng đồ bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo, trúng gió. Còn về hạn huỳnh tuyền, một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất của hệ thống 8 hạn luân phiên hàng năm đó là không có hạn tốt, hạn nào cũng đều là hạn xấu cả. Huỳnh tuyền được coi là một hạn nặng nề trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm này. Huỳnh tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự thường gặp những chứng đau đầu, chóng mặt, say sầm, kinh doanh kỹ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan tới sông nước, đặc biệt không được bảo lãnh cho bất cứ ai vì át hẳn sẽ sinh ra chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể mắc các chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường gặp những chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm mặt mày, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Còn về làm ăn, nếu như buôn bán kinh doanh bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Về cuộc sống, nếu như đứng ra làm chứng hay bảo lãnh cho bất cứ ai, dễ mang họa, gặp những chuyện bất lợi và cũng rất dễ dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như gia đình không được ổn định. Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam khoèo đỏ mắt, đề phòng tay chân. Câu thơ trên giúp chúng ta hiểu rõ về hạn huỳnh tuyền tốt hay xấu. Theo đó, huỳnh tuyền thường bị bệnh nặng, nhiều người có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về vận niên trong năm 2021 của những người tuổi Kỷ Mão. Năm 2021, tuổi Kỷ Mão gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Thỏ Lộng Nguyệt tức là thỏ vườn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc thì dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc thì đến nay tự nhiên bản mệnh gặp được may mắn để có thể giải quyết nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử thì dễ đạt khoa bảng, xin việc hay thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ra ngoài có tin vui về hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha khá nhiều tiền bạc, cho vay thì khó có thể đòi lại được. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2021 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2021 có 5 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, tuổi Thìn phạm phá thái tuế và tuổi Tuất phạm hình thái tuế. Như vậy, năm 2021 tuổi Kỷ Mão không phạm phải thái tuế. Tuổi Kỷ Mão trong năm 2021 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai nghĩa là tài hòa. Trong một đời người thì cứ 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão và Mùi gặp hạn tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy năm 2021 Kỷ Mão không phạm phải tam tai. Kỷ Mão trong năm 2021 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Kim Lâu là một trong khái niệm của khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó chính là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Theo như kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên sẽ phạm phải Kim Lâu. Cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy năm 2021, Kỷ Mão 23 tuổi sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu.
tuổi Kỷ Mão trong năm 2021 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào đúng hạn xấu, cùng xấu, khiến cho công việc đang tiến hành gặp nhiều trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này sẽ nghèo túng, làm ăn thì khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ trong gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể là nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoang ốc. Cách tính hạn tuổi hoang ốc rất đơn giản như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy năm 2021 tuổi Kỷ Mão 23 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoang ốc, ngũ thọ tử. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mão 1999 nam nữ mạng trong năm 2021 của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.